Xin chào Trần Đức Trung nhá, hôm nay uống rượu rồi, hôm nay uống rượu với nhau rồi. Hôm nay anh đã đang lộ trình đi Cao Bằng. Nhà đây. Hôm nọ uống rượu ở Đại Dương mà. Đây là nhân vật. Đúng rồi. Đây các cô gái đang đam mê ra thi nhau chụp ảnh. Trời ơi phấn khởi. Người của công chúng, người nổi tiếng nó khác. Trần Đức Trung nha, người đã đam mê và thực hiện cuộc hành trình đi bộ xuyên 63 tỉnh thành. Hôm nay anh đang ở Bắc Mê. Chuyến xe, con xe này, con xe hút đinh ấy. Thấy chưa? Đây, bàn khô xinh đẹp. Đấy. Úi giời ơi. Cô nào cô đấy hôm nay dàn này dàn nhảy đấy. Ai vào chụp đâu, Hôm nay là chương trình là đi đâu nhỉ? Em đang về Cao Bằng. Cao Bằng đi đường này đi. Cao Bằng Bắc Cạn. Cao Bằng Bắc Cạn xong là Bắc Ninh. À. Tối qua vẫn ở đây đúng không? Ngày đi vài chục cây thôi. Và đây này. Nếu sang năm hành lang này. Chúc chú đi may mắn nhá. Sức khỏe nhá. Đặt cái tay thầy cái rồi. Thầy Hoan. Có phê Zalo ở đây. Đấy. Ở đây 2 ngày nhỉ? 2 ngày là 2 ngày. Ngày thứ 3. Sáng nay đi đồng tính. Trong này là đồ là những cái gì? Bát đũa này. À, nồi bát đũa. Ngủ dọc đường được ấy nhỉ? Bát đũa, nồi niêu, đồ đó ăn được một cái xe pa lạnh quá, xăm cái chăn nữa cho nó hơi đầy. Đúng rồi. Thì càng đi lên đây thì nên thăm cô Đào phải không? Cô Đào ngay trên nhà ngay đây. Em vào nhà khuyết tật. Rồi ok.